Nhà chỉ có một nhà vệ sinh nên việc tranh giành luôn xảy ra. Bởi vậy ai mà chịu chui vào nhà vệ sinh được thì luôn tận dụng. Chỉ tổ cho người đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Vì chịu đựng không nổi nên cô ta tự xử ở ngoài luôn rồi. Nên xây thêm một nhà vệ sinh nữa để tình trạng này chấm dứt. Cô gái đi vào trong thư viện tìm sách đọc. Nhìn cô ta khá xinh xắn nên được các bạn nam chú ý. Tuy xinh xắn nhưng tật ngoái mũi khiến cô ta bị mất điểm. Eo ơi, ai mà thấy cảnh này thì làm sao mà chịu được. Giờ mới hiểu tại sao cô ta ít có bạn đến vậy. Chơi dơ quá mà. Một cô gái thì đang ngồi thiền, còn cô kia thì tập yoga. Sau những động tác khó, hai cô cảm thấy nóng bức. Vì thế, nách hai cô bạn tỏa ra một mùi hương khó chịu. Người ta thì muốn ngất xỉu, còn cô thì lại thấy thơm mới lạ lùng chứ. Anh chàng này có đam mê chơi game từ nhỏ. Thời gian ở nhà anh dành toàn bộ để chơi game. Cuộc sống bừa bộn đó khiến bạn gái anh ta vô cùng chán ngán. Cứ ngồi chơi game ăn và xả rác như vậy thì ai mà chịu nổi. Bạn gái anh ta làm về đã mệt mỏi mà còn dọn biết bao nhiêu là thứ. Trời đã khuya rồi mà anh ta vẫn chưa chịu đi ngủ. Riết rồi trông anh ta chẳng giống con người nữa. Bạn không nên nghiện game giống anh ta đâu nha. Chơi game là để giải trí, giảm bớt căng thẳng mà thôi. Cặp tình nhân đang tâm sự với nhau. Không khí đang lãng mạn thế này mà anh ta lại đánh rắm hả? Nãy giờ cô ta chịu đựng anh lắm rồi đó. Nhưng có vẻ cơn rắm không có dấu hiệu dừng lại. Tôi chịu đựng anh đủ rồi đó nha. Và cô ta để chia tay anh ta sau đó. Cô bạn mới làm xong món bánh nướng thật là ngon. Và có một bàn tay dưới bàn đã lấy những cái bánh đó. Cô gái đã phát hiện bánh trong đĩa đã vơi đi. Phải cho anh bạn ăn vụng một bài học nhớ đời mới được. Ngựa quen đường cũ, thế nào anh ta cũng lấy bánh nữa cho mà xem. Và kẻ ăn vụng đã bị một bài học nhớ đời. Cô gái mới đi mua sắm về. Có toàn là những thứ hàng hiệu đắt tiền. Vào nhà hàng cũng gọi toàn những món ăn sang trọng. Okay. Hẳn là cô ta giàu có lắm đây. One hour later. Dường như tiền bạc của cô ta không thành vấn đề. Okay. Có điều tiền mặt lúc nãy cô ta đi mua sắm hết rồi.
Ở đây thì chỉ nhận thanh toán tiền mặt mà thôi. Giờ phải làm sao giờ nhỉ? Tiền của ta không có rồi. Để có thể trả tiền, cô ta bị bắt lau dọn hết nhà hàng này. Cái kết đáng đợi cho cô nàng thích tiêu xài phung phí. Cô gái phát hiện bạn mình có bánh. Nhanh chóng cô ta tiến đến và xin ăn cùng. Thôi thèm quá thì đành làm liều vậy. Cô ta thật là quá đáng mà. Tật tham ăn là một tính xấu nên bỏ đi nha cô gái. Cô ta lại phát hiện ly nước của anh bạn rồi. Lần này thì cô ta sẽ ra tay với ly nước của anh ta. Nhẹ nhàng luồn lách và tiến tới ly nước của anh. Uống gì mà uống sạch đó, không chừa lại cho anh ta tí nào vậy. Mọi người càng ngày càng ức chế với cô ta rồi. Ăn uống nhiều quá nên cô ta đau bụng là đúng rồi. Và mọi người sẽ hợp tác với cô ta một bài học nhớ đời. Lần này thì cô bạn chủ động mời cô ta uống nước. Chính vì tật tham ăn uống mà cô ta đã sập bẫy. Bạn hãy cho wasabi vào ly sinh tố bơ khuấy đều lên là xong. Đang ăn mà tự nhiên sao bạn rung lắc mạnh vậy? Xảy ra động đất hả? Không phải đâu, là do anh chàng có thói quen rung đùi đó mà. Lần sau thấy anh thì đừng có cho anh ta ngồi ăn cùng nữa nha. Anh chàng rất siêng năng tập luyện thể thao. Vì mang giày lâu nên tất anh ta có mùi rất là khó chịu. Nhưng đó lại là mùi mà anh ta ưa thích. Thật không may, cô bạn gái đã ngửi trúng chiếc tất đó. Cô ta ngất xỉu không lâu sau đó vì ngộ độc tất rồi. Anh ta sống bừa bộn đã thành thói quen rồi. Ăn uống xong mới cứ xả rác đầy nhà ra rồi. Ai mà dọn chứ. Rác làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Đó, bạn gái anh cũng là nạn nhân của rác rồi. Tốt nhất anh nên tập thói quen ăn ở gọn gàng đi. Cặp tình nhân hẹn gặp trong một nhà hàng lãng mạn. Nhưng hành động của cô ta là không thể chấp nhận được. Lần đầu gặp nhau mà cô đã cho anh ta ấn tượng khó quên rồi. Nghe bảo rượu ở nhà hàng này rất là ngon. Cả hai cùng thưởng thức ly rượu vang ngọt ngào. Anh ta bắt đầu thấy sợ cô ấy vì thói quen ở dơ rồi. Rấy tay cô ta to thế, chắc mấy năm nay chưa đi tiệm nhỉ. Và đến lúc thưởng thức món ăn rồi. Mặc dù thức ăn bẩn nhưng cô ta nào quan tâm. Giống
giờ mới hiểu tại sao cô ta ế đến giờ á. Và sau lần hẹn hò này, cô chẳng gặp anh ta thêm lần nào nữa.